Alo. Alo. Chưa thấy ai xuất hiện. À, không biết là mấy người mà vô rồi á là có nghe rõ không? Có nghe rõ không ha? Nếu mình nghe rõ thì mình báo một tiếng nghe rõ để tôi sẽ nói cái chủ đề hôm nay nha. Không biết là các bạn vô rồi mình có nghe rõ thì mình gõ một cái chữ nghe rõ thì tôi mới biết được. Chứ chào chào thì cũng như không. Có nghe rõ không ta? Tất cả mọi người có nghe rõ không? Alo, có nghe rõ chưa? Bạn nào nghe rõ thì gõ thử coi có nghe rõ không. Bây giờ đó là 3.000 người rồi, rõ rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái Covid ở những cái đối tượng mà lâu nay đó thì nó ít bị tấn công nha, ít bị tấn công. Nhưng khi mà cái số ca ở ngoài cộng đồng nhiều á thì chắc chắn nó sẽ tấn công vô cái nhóm mà mình thấy là ít nha. Thì đó là ba cái nhóm là trẻ em, phụ nữ mang thai hay là phụ nữ cho con bú. Thì đầu tiên á, chúng ta nhớ khi mà cái lượng bệnh nó ít á, thì trẻ em nó rất là khó bị bệnh, bởi vì nó đâu có đi ra ngoài đâu. Nhưng mà khi có những cái khu phố phong tỏa đó, thì coi chừng trẻ em nó sẽ bị trước và nó mang về nhà, nó lây cho ở nhà. Là bởi vì sao? Nhiều khi thấy những cái khu phố phong tỏa thì con nít nó chạy lung tung hết. Đó. Chạy lung tung như vậy thì rất là nguy hiểm. Tại vì nó thì nó tuy là mình nói thì nó ý thức vậy đó, nhưng mà khi nó vui lên nó đã đi lung tung. Đó, đi lung tung. Thành ra mình phải để ý, nếu mà mình ở trong khu phong tỏa đó, khu phong tỏa đó, thì phải chú ý con nít. Tại nó sẽ mang về đó. Cũng có thể nó là đứa bé mà bệnh đầu tiên của cái nhà, mà cũng có thể là nó là người khác lây cho nó. À, thật ra khi mà cái dịch nó nhiều như vậy á, thì cái đối tượng trẻ em nó sẽ bị tấn công. Thật ra cho tới hiện nay đó, thì cái tỷ lệ trẻ em á, mà đếm trên cái tỷ lệ mà người lớn mắc á, thì nó vẫn không nhiều. À, nó cũng dưới 10%. Nghĩa là 100 người bị mới có được vài đứa con nít. À, và đường nó thậm chí là dưới dưới 5% nữa. Đó. Nhưng mà khi nó người ta bị đông quá thì nó sẽ bị. À, và thông thường theo tôi thấy á, thì một cái người lớn trong nhà bị á, rất là lo cho trẻ em. À, rất là lo cho trẻ em. Nhưng mà điều rất là may mắn cho tới hiện nay luôn nha, cho tới hiện nay luôn nha. Cho tới hiện nay tổng kết hiện nay luôn đó. Ở nước ngoài thì cũng vậy thôi. Nước ngoài vậy thôi. Thì con nít nó rất là nhẹ và nó mau hết hơn nhiều lắm. Nhưng mà cái sự lo lắng của người lớn trong gia đình đó, làm cho cái con nít nó mệt mỏi thêm ha. Và làm cho cái gia đình rối lên ha. Đó, nhưng mà đa số con nít nó rất là nhẹ. Thì nó có một cái tỷ lệ con nít nặng là ai? Ví dụ như là cái đứa đó là nó đã thường hay bệnh rồi, mà đặc biệt là ví dụ nó là chậm phát triển mà cứ viêm phổi hoài á, thì là nó rất là dễ bị nặng. Thứ hai á, là những cái đứa quá sức dư cân này, nó có thể tới 8 7 80 kg mà trong khi nó nhỏ dưới 10 tuổi nó 7 80 kg, hoặc là nó 11 12 tuổi mà 7 80 kg, thì cái đối tượng nó cũng rất là nguy cơ, rất là nguy cơ. Đó. Thì chỉ khoan đối tượng đó thôi. Trong cái hướng dẫn của bộ á, là nó dưới 5 tuổi, nhưng mà tôi không có thấy dưới 5 tuổi mà nó nặng gì đó. Dưới 5 tuổi là tay chân miệng chứ không phải là Covid. Đó. Covid thì ngay cả cúm mà Covid nó cúm á, cúm thông thường á, thì trẻ em mà dưới 2 tuổi nó mới nặng, nhưng mà Covid thì nó cũng không nặng. Nha, nó khác lạ cái chỗ đó đó, bởi vì đây là cái dòng corona chứ không phải là cái dòng influenza. Đó.
thì hai cái đó nó khác nhau sao. Thì bây giờ mình thấy một đứa em bé mà nó bị bệnh á, thì mình chờ cái gì? Mình chờ nó hết bệnh và nó rất là nhanh. Và rõ ràng á, có những người phụ huynh á, lúc đầu thì rối lắm, nhưng mà sau cái ngày hôm sau nhắn cái tôi là sao nó phá quá, con xe nó phá chơi nhiều nhưng không có cái gì, không có cái gì với nó đó, không có gì, sao nó phải phay à, hoặc là nó đi nó có một bữa sốt và sau đó nó rất là phay phay. Cho nên khi mình có một em bé trong nhà mà mắc Covid thì phải xác định lại là đứa này nó có nguy cơ gì không. Ngay cả một đứa nhỏ mà nó hay bị về phổi, nó hay bị về phổi thì nó cũng không phải là nguy cơ đâu nha. Ngoại trừ cái đứa mà nó lên cơn xuyển kinh niên thì mới tính, còn lâu lâu mà nó xuyển nhẹ thì nó cũng không phải là vấn đề nha. Đó thì như vậy mình thấy một em bé của mình mà nó bị Covid thì mình làm gì nha. Thứ nhất á, hồi xưa tới giờ nó làm sao thì mình làm y vậy nha. Không bao giờ mình nói là nó không có sốt, không có ho, không có sổ mũi, không có tiêu chảy bao giờ nha. Không bao giờ có chuyện đó. Còn nít là nó phải vậy thôi, nít là nó phải bệnh vặt thôi nha. Càng nhỏ nó càng bệnh vặt nhiều, sau 3 tuổi thì nó bớt bệnh vặt đi nha. Thì sốt thì mình cũng sẽ uống thuốc sốt giống như thông thường nha, cũng paracetamol đó. Và chúng ta nhớ là paracetamol á, khi mình cầm cái chai lên á, mình đừng có dùng theo cái lứa tuổi trong cái chai, mà mình phải dùng theo cái cân nặng của nó mới đúng. Tại vì khi mà nó ghi trong cái chai là từ mấy tuổi uống bao nhiêu á, là đa số là nó thiếu liều, thành ra mình uống vô nó không hết sốt mà lại lo tiếp đó. Lại lo tiếp thì mình cứ cầm cái chai nó lên, mình coi con mình cân nặng bao nhiêu, mình lấy cái ký của nó mình nhân cái số 15 mình uống thì rất là an toàn, không bị đặc biệt hết. Còn nếu nó ho thì thiếu gì thuốc ho, con nít là có những cái thuốc ho thảo dược đó, mà đông y họ làm siro Aztec rồi lá cây Rosban rồi cái gì, rồi mấy ít nhi ho gì đó, nhiều lắm ha, nhiều lắm. Còn em bé mà từ 2 tuổi trở lên á, thì mình có thể uống thuốc ho tân dược được ha, thuốc ho tân dược được đó. Rồi tất cả những cái bệnh mà nó đang có mà bệnh vẫn uống thuốc bình thường, ví dụ như là nó đang bị xuyễn thì mình chữa xuyễn ha, đang thuốc thận mình uống thuốc thận, chứ không cần ngưng tất cả một cái thuốc gì đó ha, cũng uống bình thường. Và đặc biệt là con nít á, nó rất là hay tiêu chảy, nó bị Covid nó hay tiêu chảy lắm. Còn người lớn á, thì Covid sau này thì nó tiêu chảy những ngày sau, nên con nít thì nó hay tiêu chảy lắm. Cho nên mình cứ chuẩn bị thuốc ở nhà. Và thông thường cái đó thì nó sẽ kéo dài 4 ngày là ở lại thôi. 4 ngày tôi thấy chưa có đứa nào mà nó giữ dần tới cái mức mà 5-7 ngày đó. Nó không có, nó hiền khô à. Vậy đương nhiên là những cái đứa mà cơ nguy cơ thì có khả năng sẽ viêm phổi. Còn những đứa thông thường nó rất ít khi viêm phổi. Rất ít khi viêm phổi. Đó. Thì mình chú ý mấy cái đó rồi mình chăm sóc nó. Nha. Chăm sóc nó. Khi nào thì mình cho đi bệnh viện. Khi nào thì đi bệnh viện. Thì nó cũng giống như là viêm phổi thôi. Nha. Khi nó thở nhanh. Thở nhanh. Thì mình nhìn cái lồng ngực nó mình thở mình biết. Thứ hai là rút lõm. Có nghĩa là khi nó thở vô thì gì cái nồng nó nâng lên thì nó lại lõm xuống, thì người ta gọi là thở đúng lõm. Thì nó cũng giống như viêm phổi nha. Nhưng mà cái tỷ lệ Covid nó làm viêm phổi cho em được rất là thấp, so với người lớn thấp lắm. Còn trong khi những cái virus khác á, thì nó sẽ làm con nít viêm phổi nhiều hơn nhiều ha. Đó thì mình nhớ mấy cái đó để mình làm. Nhưng tôi sợ nhất là mình tưởng là Covid, nhưng mà nó phải Covid, nó là sốt xuất huyết. Mùa này có sốt xuất huyết à. Tại vì mũi thì nó không có phụ thuộc vào giãn cách, mũi nó bay tới đâu chích tới đó. Cho nên mình thấy em bé của mình 3 ngày rồi mà vẫn còn sốt cao thì mình cố gắng mình liên lạc với bác sĩ mình tư vấn, hoặc là mình hỏi đi xét nghiệm để coi nó có phải là sốt xuất huyết hay không nha. Chứ còn tất cả những cái khác thì nó sẽ ổn định, và tất cả những cái khác mình không có làm được đó, không có làm được đó. Thì mình nhớ cái đó thì nó sẽ như vậy. Còn bây giờ mình làm xét nghiệm thì làm gì? Thì nó cũng giống như người lớn thôi. Theo tôi thì đứa bé lớn á thì mình có thể thọc mũi được. Còn bé nhỏ mình cứ thọc cho miệng nó, mình ngoáy trong đó, dịch trong đó. Tại bây giờ cái thời kỳ này á, cái thời kỳ này mà khi Covid mà nó ra cái chủng Delta đó, thì phết chỗ nào nó cũng ra, tại nước miếng nó nhiều lắm. Hồi xưa thì mình còn đòi phết chỗ này chỗ kia cho nó đặc biệt chứ.
Tôi nói thiệt, cái người mà có phát phát ra thì khó mà nhầm lắm, khó mà nhầm lắm. Rồi cũng có thể sử dụng test nhanh bình thường, sử dụng test nhanh bình thường. Thì cái đó là cái mà mình có thể làm được. Còn tôi thấy tôi không không thích lắm là tôi cũng nghe nhiều người nói rồi. Người ta hỏi tôi là một đứa nhỏ 10 tuổi bị suyễn, tiền căn nó suyễn, mà đưa nó vô trong cái khu cách ly mà có mình nữa thôi, ôm nó đi vậy, thì tôi thấy rất là bất nhẫn. Rồi cô nó hay gì nó tôi không biết, mà điện thoại nói là bây giờ đứa nhỏ nó như vậy em không biết mua thuốc gì cho nó, bởi nó vô trong cái môi trường nó chuyển trở lại. Rồi bác sĩ đi qua đi lại không nói gì, rất là chán. Rồi có một đứa nữa là chụp hình nó gửi cho tôi, là đưa nó vô trong bệnh viện, bắt nó ngồi ngoài đường á, chờ chỗ. Nó cũng 12 tuổi, mình đừng có nghĩ 12 tuổi là nó lớn rồi. Tại có nó cái sang chấn lớn lắm, sang chấn lắm, những đứa cuộc đời của nó. Nhưng mà nó khóc, mà nó không biết tương lai nó đi, không biết mỗi mốt chút nữa đi về đâu. Nó biết xài điện thoại, nó chỉ khóc rồi nó chụp hình nó gửi về thôi, nó quay phim nó gửi về thôi. Nhìn mấy cảnh đó là không được. Thành ra ai mà có nhận một em bé mà như vậy, từ lớn tới nhỏ, thì mình nên coi lại cái cách của mình ứng xử khi mình quyết định đưa một đứa nhỏ vô một cái chỗ mà mình không quan tâm cho nó. Đừng nghĩ là mười mấy tuổi nó có thể chịu được, tại vì khung không gian khác đó, thì tôi không thích cái đó. Bây giờ nó ở nhà thì mình lo cái gì? Ở nhà thì mình lo cái gì? Thật sự ra đó, nó ở nhà đó thì mình sợ nó lây cho cái người lớn trong nhà thôi, cái người lớn tuổi đó, mà cũng có thể đã lây rồi, cũng có thể đã lây rồi. Thì em bé mình cách ly nó ra thì cũng bình thường. Còn người lớn trong nhà thì nhiều khi người lớn lây cho nó chứ không phải nó lây cho người lớn đâu. Ngoài trừ trường hợp nó đi ra ngoài nó chơi quá đi, hoặc là nó bị lây từ cái nhà hàng xóm hoặc là họ hàng xong gửi về sau đi tới luôn nó bị lây. Thành ra con nít là theo tôi là nên để nó ở nhà, tại vì nó nhẹ lắm. Còn cái mình kiểm soát nó được trong chuyện lây lan, chuyện mang nó vô thì không được cái gì. Đó, thì mình ở nhà thì nó cũng giống như nguyên tắc của một F0 ở nhà thôi. Mình dạy nó mang khẩu trang, nếu nó trong phòng nó thì nó cũng bình thường và không cần thiết thì phải ngủ mà nó nóng làm gì. Cứ để máy lạnh 26, 27 độ nó ngủ sâu thì nó sẽ không hết bệnh. Chứ mình đừng có bắt nó phải ngủ quạt thôi rồi không ngủ máy lạnh, tôi thấy nó vô lý. Tại cái xứ mình là cái xứ nóng, còn người ta nói giữ ấm mà tôi cũng nói hoài giữ ấm là cái sức lạnh, chứ còn xứ mình nó nóng chích mồn giữ ấm cái gì. Thì đó, thì cái mà mình giữ nó như vậy thì cũng có nguyên tắc đó là ăn riêng, ngủ riêng, rồi sinh hoạt riêng, nếu được thì toilet riêng đó. Rồi thông thường thì mình muốn xét nghiệm lại thì mình cũng xét nghiệm lại thôi, tầm khoảng ngày thứ 7 mình làm test nhanh lại cũng được đó. Rồi ngày thứ 10 mình test nhanh lại, nó cũng giống như người lớn thôi, giống như người lớn là để mình coi là sau khi nó ổn định thì khi nào nó hòa nhập trở lại. Đó là phần con nít. Phần nít thì tôi thấy nó cũng rất là mau hết, cho tới hiện nay nó như vậy. Còn có thể các bạn đọc những cái thông tin trên mạng ở nước ngoài thì nó con nít đông quá, thì đã đương nhiên người lớn bị nhiều, con nít bị nhiều rồi. Mà tôi nghĩ là có một số người lại bơm cái chuyện đó lên là con nít bị nhiều lắm, thì tôi nghĩ là họ muốn chích ngừa cho con nít thôi. Nhưng theo tôi thì nên chích ngừa cho người lớn tuổi trước đi, xong hết cái người đó thì muốn chích ai chích. Chứ còn nếu người lớn tuổi mình chưa chích hết thì mình chọn một đối tượng nguy cơ cao quá thì mà mình để vậy rồi mình chích cho mấy nhóm khác thì nó cũng hơi kỳ đó. Thì cái đó là cái phần của của con nít. Bây giờ mình sẽ nói qua cái phần của phụ nữ mang thai và cho con bú. Cái này là đáng lo nha, cái này rất là đáng lo đó. Thật sự ra đó, thì cái người phụ nữ mà mang thai á thì chúng ta cũng chăm sóc như là cái người bình thường thôi. Như chúng ta biết á, đa số người phụ nữ mang thai, tôi nói tiếp luôn là có một số các bạn có trong ngành y á, đọc thấy cái hội chứng viêm gì sau Covid á, thì theo tôi thì cái đó là sắc dân của châu Âu, châu Mỹ. Tại vì hồi xưa cái sắc dân họ không có thấy Kawasaki,
có khả năng là họ nhạy với lại cái gen của cái con COVID này, thành ra con nít của họ dễ bị Kawasaki hơn, thì người ta đặt là cái gì, hội chứng viêm không khí khô gì đó, nhưng mà nó cũng điều trị giống như Kawasaki thôi, chẳng qua là ông Kawasaki là ông người Nhật, mà bây giờ cái ông người Mỹ á, ông đặt tên lại thôi, mà tôi thấy cái đó cũng là chiêu trò thôi, nữa cơ chế nó giống nhau lắm. Có thể trong đây thì có nhiều bạn cũng là ngành y, đọc thấy vậy thì giải thích vậy thôi nha, rồi nó cũng giải quyết cái vấn đề, nó cũng đơn giản thôi, không phải là quá khó lắm so với là cái đó. Tôi thì nói lung tung rồi nè, tôi phải quên. Cái thứ hai là bây giờ mình qua phụ nữ mang thai nha. Đa số phụ nữ mang thai là miễn dịch họ rất là giảm. Thứ hai là cái nhu cầu năng lượng họ rất là cao. Đó, chính hai cái yếu tố đó, đó khi người phụ nữ mang thai mắc COVID đó, đặc biệt là người ta thấy là cái người mà trên 30 tuổi mang thai đó, thì cái nguy cơ nó cao hơn là cái người dưới 30. Dưới 30 tuổi. Nó nguy cơ cái gì? Rất là dễ viêm phổi. Rất là dễ viêm phổi. Thứ hai là có khả năng là sẽ sanh non dưới 37 tuần và có khả năng là suy dinh dưỡng bào thai. Cho nên ở nước ngoài nó thấy phụ nữ mang thai nó cho chích ngừa. Nguy cơ như vậy là nó sẽ cho chích ngừa chứ còn không bao giờ nó chờ. Trong khi mình thì mình chờ, trong khi mình chờ xong cái mình mới tính toán này kia kia nọ. Nhưng mà đa số những người phụ nữ mang thai mà có được chích một mũi, đặc biệt là hai mũi thì nó rất là ổn định. Hoặc là thai mà mình sắp sanh rồi đó thì rất là ổn định, rất là ổn định. Thành ra mình cố gắng mình chích ngừa cho người phụ nữ mang thai. Các bạn có thể rất là sợ khi mình chích ngừa cho phụ nữ mang thai, chích ngừa cho phụ nữ mang thai, nhưng mà mình sợ sợ cái gì? Mình sợ là cái thai nó bị cái gì, cho tới hiện nay là thai nó bị cái gì đó. Cái thứ hai là mình sợ là bây giờ mình chích ngừa cho bình hành uống thuốc gì, đúng không, cũng sợ. Nhưng mà những cái thuốc thông thường như là paracetamol hay là ibuprofen đó, là mình vẫn uống được cho phụ nữ mang thai. Tại vì thai mình uống được mà. Và thả sử như là các bạn mà đi thăm thai thì ta cũng cho một vài loại thuốc mà, đúng không? Cho mình vài loại thuốc thì những cái loại thuốc đó nó cũng an toàn với thai, đặc biệt là cái thai nó trên 3 tháng. Thì mình hình dung như vậy để mình thấy là cái việc chích ngừa cho phụ nữ mang thai rất là quan trọng. Thứ hai là không may bị COVID á, thì nó cũng không cái nguy cơ thì nó có đó, nhưng mà mình cũng phải chữa giống như là cái người bị COVID khác thôi. Cũng theo dõi là cái kiểu thở, tăng cường dinh dưỡng nhưng phải có ăn nhiều hơn, rồi cũng tập thở nhưng mà đừng có uống nước quá nhiều. Có người nói tôi em uống nhiều lắm, bác sĩ hỏi uống nhiều, uống 5 lít rồi. Thì 5 lít làm sao mà cái bụng bầu mình uống như vậy nữa, làm sao mà mình thở nổi, mình thở nổi. Đó là cái đó mình phải biết, uống như là rải ra bình thường thôi đó. Và mình nên liên lạc ngay với một bác sĩ nào đó, đặc biệt nếu là bác sĩ sản mà người ta khám thai cho mình á, thì nó sẽ rất là dễ để người ta tư vấn cho mình thêm. Và mọi việc nó cũng diễn tiến giống như là cái người thường thôi nha. Nó chỉ có cái khả năng như vậy đó, thành ra mình phải bổ sung dinh dưỡng mọi thứ. Dinh dưỡng mọi thứ, cố gắng cái bài tập thở rồi như thế nào, rồi cách nằm làm sao, rồi uống nước nhiều, uống nước vừa đủ rồi những cái chế độ ăn của mình nó cũng vậy thôi. Và nó cũng sẽ kéo dài giống như những người khác, là từ 5, 7, 10 ngày, 14 ngày. Và chúng ta nhớ là cái ho đó, chỗ thực ra làm khó chịu lắm, tại cái bụng mình nó bự á, thì mình ho vô nó cũng mệt lắm. Thành ra mình nên tìm sẵn những cái thuốc ho thảo dược, thuốc ho tân dược thì cần lắm mới xài đó. Thì cái đó là mình phải chú ý mấy cái đó. Và mình cũng nên tìm những cái cây cỏ gì để mình ngủ cho nó dễ đó, chứ mình tâm sen cái gì đó ông bà mình để lại thì mình nên làm những cái đó, cố gắng làm sao để mà ngủ cho đủ. Chứ còn nếu mình không ngủ đủ á thì sức khỏe của mình nó sẽ xuống thêm. Nước đủ, năng lượng đủ, ngủ đủ, vận động điều hòa, thì người phụ nữ mang thai thì nó cũng sẽ an toàn. An toàn. Thứ hai là bây giờ cái người phụ nữ mà chuyển dạ đó,
chuyển dạ mắc Covid đó, thì ở bên Mỹ á, tôi nghĩ là Việt Nam sách cũng vậy thôi, có nghĩa là người ta vẫn cho cái đứa bé ở với mẹ, ngoại trừ trường hợp nó có vấn đề về hô hấp thì mình đi giống như là dưỡng nhi thôi, người ta vẫn cho như vậy. Và người ta thấy là những cái biện pháp mà da áp da rồi đeo rồi cho bú và mang khẩu trang mang găng tay sau đó vệ sinh thì thấy đứa nhỏ nó cũng không đến nỗi là mất an toàn. Còn nếu mình tách nó ra đó, thì nó tội đó. Nhưng nguyên tắc bây giờ mới đẻ ra người ta sẽ làm cái PCR của em bé, nếu không bị thì người ta gửi về người nhà nuôi để mẹ trong đó. Mình chúng ta biết là tình cảm mẹ con thì nó rất là khó, người mẹ ta không chịu nổi đâu, mà người ta không chịu nổi thì có thể là người ta sẽ khó hết bệnh hơn, nhưng mà tôi nghĩ là mai mốt thì người ta sẽ cho người mẹ chăm đứa con, bởi vì đứa nhỏ thì thật sự ra nó cũng không có nhiều cái nguy cơ nặng, nếu mình phòng ngừa tốt thì nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà tuy nhiên nó phải tùy theo hướng dẫn của tùy nước. Và người ta thấy là khi mà mình cho con bú á, ở nước ngoài thì nó vắt ra thì tốt hơn, dùng cái máy vắt ra đó thì ít tiếp xúc, nguy cơ tiếp xúc nó sẽ giảm xuống. Dùng cái máy vắt sữa vắt ra rồi bỏ vô bình, mình có thể hâm lên hoặc là mình rửa sạch cái bình nó trước rồi mình cho nó bú. Nhưng cái khuynh hướng bú mẹ thì nó vẫn tốt hơn, bú mẹ trực tiếp á, thì cái đó thì đó là cái người phụ nữ mang thai mà chuyển dạ, thai chuyển dạ. Còn có những tình huống là đẻ rồi đi về bị ông chồng lây, thì mình cũng uống thuốc như bình thường thôi, những cái thuốc sốt, thuốc giảm đau đầu á, thì mình uống được, vẫn uống được. Rồi cũng như những cái người mà có con lớn rồi mà cho con bú á, thì cũng sử dụng như vậy thôi nha. Và mình đừng có quá lo lắng khi em bé nó bệnh nha, tôi nói lại con nít á, bệnh nó rất là hiền. Và cái câu này thì cũng đã được bàn cãi nhiều rồi, và thế giới nó cũng thấy vậy đó. Để đương nhiên cái tỷ lệ mà nặng nó cũng có, nhưng mà nó rất là hiếm. Cho nên mình cứ quá lo lắng rồi mình tách ra rồi mình đủ thứ trên đời hết thì nó rất là cực. Và chúng ta biết rồi đó, cái khó khăn nhất ở trong bệnh viện là nó dương mà người nhà nó âm đó. Nó dương mà không có ai dương để chăm nó đó, tại vì nó dương mà người nhà âm thì vô thì làm sao mà chăm, người nhà bị lây sao. Nhưng mà cuối cùng thì cũng phải có người chăm cho nó thôi. Hoặc là nó dương mà mẹ nó nặng thì phải có người khác chăm chứ, mẹ nó nặng sao mẹ nó chăm được đó. Thì những cái tình huống nó rất là khó khăn, nó tội mấy đứa nhỏ là nó. Nhưng mà nếu cần thì mấy cô điều dưỡng cũng chăm thôi, chứ biết sao giờ. Thì cái đó là những cái bối cảnh mà có thể mình sẽ hình dung được là nó xảy ra những cái tình huống như vậy. Nhưng cũng không tránh khỏi được. Thì hy vọng là tôi nói vắn tắt như vậy đó. Bởi vì mấy bữa nay thì cái người lớn quá lo lắng khi mà mình thấy trong nhà có một em bé nó bị lo lắng tới mức hoảng loạn luôn á. Thì tôi nói cái đó không nên nha. Thấy đứa nhỏ như thế nào mình chữa y chang hồi xưa nha. Ho, nó từng ho thì uống thuốc ho. Sốt, nó từng sốt uống thuốc sốt. Sổ mũi, nó từng nhỏ mũi thì cứ nhỏ mũi. Mà đi cầu trong Covid á, thường thường nó không cần uống thuốc và nó nhẹ lắm. Nó không phải đi cầu như là Rota đâu, không có. Đi cầu thường lắm là mình cứ chăm từ từ nó hết. Cho tới hiện nay đó, tôi thấy một điều rất là lạ. Điều rất là lạ là những người bị Covid á, kể cả con nít kể cả người lớn thì người ta huyễn hoặc hóa triệu chứng rất là cao. Thí dụ như là sốt 37 độ 7, sốt 38 độ 7 thì người ta cho là sốt cao, trong khi phải 39-40 độ hay là 39 độ 5-40 độ người ta mới cho là sốt cao. Nhưng mà sốt nhẹ như vậy người ta cũng nghĩ là sốt cao, vẫn nghĩ là sốt nhiều. Hoặc là sau một cái cơn cảm bình thường người ta sốt âm 36 độ 7, 37 độ 2, người ta vẫn nghĩ là nó đang sốt cao. Rất là lạ. Thì đó không phải. Rồi tiêu chảy một chút người ta cũng rất là hoảng loạn, trong khi mình đã từng tiêu chảy. Thì con nít cũng vậy luôn, tự nhiên nó tiêu chảy thì hồi xưa giờ nó cũng tiêu chảy thôi, nhưng mình rất hoảng loạn là khi nó thêm một cái triệu chứng thông thường đó mà mình lại tưởng tượng nó là nặng. Thì đó đều không nên. Tại vì nó vậy đó.
nó vậy á. Ví dụ như mình thấy mất khứu giác, vị giác thì mình lo là đúng, nhưng mà sau đó mình hiểu được là nó sắp hết. Chứ còn tất cả những triệu chứng kia mình đừng có quá sức lo lắng, mình cứ tưởng tượng ra là nó có thêm một cái gì đó đặc biệt à. Thì bản chất của cái con này nó vậy đó. Mấy bữa nay thì tôi thấy có nhiều người rất là hoảng loạn khi mình hết bệnh rồi, mình cảm thấy chóng váng, mình cảm thấy đi lân lân, thì cảm nó phải vậy chứ sao giờ, đúng không? Rồi mình ho vài tiếng, ho kéo dài thì mình cũng là rất là lo lắng. Thì thành ra tôi nghĩ là con nít nó cũng vậy mà người lớn nó cũng vậy thôi nha. Mình phải hiểu đúng cái triệu chứng đó, nó nặng hay nó nhẹ. Còn những hợp mình sợ quá, mình lấy Fp2 ra mình đo, hoặc là mình đo huyết áp, thì nó rất là bình thường, đa số mà nó bình thường ha. Thì nó tóm tắt cái bài nó bữa như vậy. Giờ tôi sẽ coi nhanh những cái câu hỏi nha. Câu hỏi nha. Tôi nói luôn là các bạn đừng có hỏi tôi về vaccine Trung Quốc nha, tôi không có trả lời đâu. Bữa nay vắn tắt như vậy thì chắc không cần phải nước muối nhẹ lắm à. Nước muối nhẹ lắm nên chọn ngậm thảo dược. Thật ra thì cái nước muối á mà mình không biết pha thì nó mặn quá ha, mặn quá ngậm riết nó hư hỏng á. Còn những cái loại mà cỏ cây á hay là những cái loại nước mà pha sẵn á thì mình cũng súc miệng và ngậm tới mức độ nào đó thôi, tại nó cũng làm khô miệng chứ mấy không. Cái đó thì người ta làm sẵn cho mình, nhưng mà không có cái gì là lợi dụng được hết á. Nghĩa là vừa thôi, tôi nghĩ là một ngày thì khoảng chừng 3 lần đổ lại thôi à, đừng có nhiều quá, tại nhiều quá nó không giúp được nhiều đó. Có những người mà ngậm nước muối riết mà chảy họng luôn à, chảy họng là nó ho khạc ra máu luôn thì không nên. Cho con hỏi hay bị thở nông. Mới khi mình thở sao không biết mà mình trên 97 là có nghĩa là bình thường ha, trên 97 là bình thường á. Mình thở là mình nông nông sâu vậy đó, mình tưởng tượng ra thôi. Hãy trên 97 là không, thường thường người ta trên 95 là được rồi ha. Nhất là mình đang nói chuyện à, mà cũng lạ là mình đang ho thì nó phải cái nếu mình ho 2-3 cơn liên tiếp á thì cái nồng độ oxy nó phải giảm chứ. Sao mà mình ho là mình thở không có đều mà. Thì sau khi mình không ho mình đo thì nó mới chính xác được nha. Có nhiều người đo xong thì hoảng loạn lên hết. Vô group F0 thì các bạn cứ đăng ký thôi nha. Thật sự ra mà nói những cái group F0 đó là người ta giúp nhau rất là nhiều. Chứ còn tôi lâu lâu tôi rất là lô bu nha, tôi rất là vô lâu lâu tôi mới livestream là để tôi nhắc lại hết, tại thấy thằng hỏi nhiều quá tôi mới làm livestream. Còn tôi rất là lô bu, nhưng mà rất là may mắn là trong đó có rất là nhiều đồng nghiệp với đàn em của mình vô phụ trả lời nha. Cái thứ hai là những cái người mà ta bị rồi, người ta trải qua rồi, người ta sẽ chỉ cho mình biết nha, sẽ chỉ cho mình biết. Và trong đó có những cái tương tác mà đa số là tốt. Để đương nhiên là có người ta trà trộn vô, người ta nói tàu lao trong đó thì mình chặn thôi. Lúc đầu thì tôi vô rất là kén, nhưng sau này tôi cho rất là kỹ. Nhưng mà tại vì á là khi nào tôi rảnh tôi mới cho vô. Thì các bạn có rất là nhiều cái đường để mà các bạn đi tìm cái đó. Gần như những cái đó là cái trang Facebook của tôi nói hết rồi đó. Nhưng mà vấn đề nó nằm rải rác thôi. Tôi cũng gom lại trên cái bài viêm đó, bài viêm đó. Còn trong cái group đó thì nó có lợi chỗ là mình chia sẻ với nhau. Những cái người bị rồi, những cái người chưa bị, người mới bị, người sắp hết, thì cái yếu tố tinh thần nó tạo cho mình cái động lực. Cái group đó bây giờ cũng hết 10,000 người rồi đó, 10,000 nữa. Ngày đầu mà có virus trong cổ họng á thì mình súc miệng nước muối có loại được không? Súc miệng thì nó loại được một phần thôi, tại vì virus lúc đó nó đã vô trong tế bào của mình rồi, nó sinh sôi nó ở trong cái tế bào như này. Đó, còn nó ra được con nào thì mình diệt được cái con đó. Chứ còn mình không có thể mà diệt được trong tế bào được. Có bầu 4 tháng thì chích được rồi. Bé nhà con 6 tháng dương tính. Đó như lúc đầu tôi nói á, hồi xưa nó bị sao vậy làm y vậy. Mà tôi nói hiếm đứa nào mà sốt cao lắm. Mà nó có sốt thì sốt 2 ngày à. Hiếm khi nào mà nó sờ quần nó sốt hoài lắm.
hiếm lắm. Nếu nó sờ quần sẽ quay có chứ nó bệnh khác, không phải bệnh đó đâu, có thể nó cùng lúc nó bị hai bệnh, nó vừa Covid rồi nó vừa bị một cái bệnh khác nữa. Thành ra 6 tháng mà nó bị thì mình cứ làm y chang hồi xưa giờ, nông thì uống thuốc nông, nông ít thì khoan uống, nhỏ thì bú nhiều, lớn thì uống đủ nước, sốt trên 38.5 thì uống thuốc, xong trần gian sốt trên 39 thì uống thuốc, mà nó chưa bớt thì lau nước ấm, lau mát, đó, ho thì uống thuốc ho thảo dược, tiêu chảy chút chút thì kệ mồ nó, cho nó bú nhiều, uống đủ nước, đó từ từ nó hết. Trời mưa to quá không nghe được, thì từ từ mình nghe lại cho biết sao giờ. Mình vừa test âm tính nhưng lân lân đầu thì làm cách nào? Hồi đó thì mình có lân lân đầu không? Sao không có được, đúng không? Coi phim trưởng quá hay là coi phim khuya quá nó cũng lân lân đầu hả? Làm việc khuya quá nó cũng lân lân đầu, thì hồi đó thì mình bị sao thì mình làm y vậy nha, tại vì mình đã âm tính rồi đó, đơn giản. Bữa nay ít người hỏi, vì sao bên tay phải tay trái không thuận? Không có quan trọng gì đâu, nó quan trọng gì đâu. Thật sự ra thì nó không đến nỗi tim mà về viết không được đâu, mà làm việc không được đâu, không cần thiết hả? Không cần thiết, mình thấy chỗ nào mình tìm chỗ đó, nó tiện thì mình tìm, còn mình muốn tìm tay không thuận thì tùy mình hả. Chỉ có là mình tìm cái bên trái mình ngủ, mình hay nghiêng qua bên phải, nghiêng bên trái thì đau chút thôi, chứ đừng có suy nghĩ là tìm vô cái tay nó không vận động được. Mà thậm chí người ta nói mình chích cái tay nào á mà mình phải vận động đều đều thì nó mau hết đau ha. Chứ còn mình tưởng tượng cái gì mà sao tự nhiên mà cái ông nào ông chế ra là tim cái tay không thuận, có là mình ngủ nghiêng bên nào á thì mình nên hạn chế tim bên đó, tại mình ngủ nghiêng mình đau, mình khó ngủ chút mà không đau đâu đến cái mức mà quá sức đâu. Có đâu. Bà bầu tim Covid thì có xét nghiệm gì không? Không có đâu nha, cho tới hiện nay là tim Covid thì cũng không cần xét nghiệm. Trời đất ơi, cái này sao cái câu này là hay bị hỏi lắm nha. Tôi không hiểu là tôi nói nhiều lắm rồi đó mà các bạn còn lăn tăn cái gì. Bác ơi cho con hỏi là bị Covid nhưng xét nghiệm 2 lần âm tính thì có mua máy lạnh được không? Đang dương tính người ta còn ngủ được mà, âm tính là cái đinh gì, đúng không? Âm tính là cái đinh gì. Tại vì sao? Nếu mình cố gắng mà mình gồng mình lên để mình ngủ bằng quạt máy là mình còn nặng thêm, không có gì đó. Ngủ máy lạnh phà phà không có sao hết. Miễn sao mình để nó 26-27 độ thôi là được rồi. Mà mùa này 26-27 độ là ngủ cũng khá rồi. Ở ngoài nó tới 30 mấy độ thì ở trong nó như vậy nó mát. Đừng có cố gắng mà giống như là đi hành xác mình làm cái gì nha. Còn tôi nói thật á, ở trong môi trường mà trong bệnh viện á, nó mở máy lạnh á, là tại mở nó hao và nó chật, đóng cửa lại nó chật nứt à, nó kín. Ở ngoài môi trường á thì trong bệnh viện thì nó kín quá, mình mở máy lạnh phải đóng kín chứ ai mà mở máy lạnh mở tăng quang ra thì làm sao mà tiện đồng trả nổi tiền điện ha. Mà trong đó thì nó rất là đông, mà đông như vậy thì nằm thì ta mới nói là mở quạt chứ mở cửa cho nó thoáng, chứ còn mình ở nhà mình có lấy cho ai, đúng không? Trong cái phòng mình lấy cho ai thì tại sao mình không mở máy lạnh mình ngủ? Tự nhiên mình đi mình hành xác mình làm cái gì, cứ mở máy lạnh mà ngủ. Theo tôi thì đừng có chờ sinh xong, ngay cứ chích đi. Tại vì sinh xong là mất công rồi lại không dám chích, rồi lúc có nó mắc bệnh là phiền lắm. Viêm xoang chích ngừa xong mấy vị nay bị mất khứu giác. Mất khứu giác thì đi ngửi thử coi có thiệt mất thiệt không nha. Có nhiều người á, tôi cũng thấy rồi đó nha, có nghĩa là mua cái lọ nước hoa vì sao ngửi không ra, sợ quá đi vô xét nghiệm âm tính.
tính chắc là mua cái chai nước hoa nó bị cái gì á uống ra à, thành ra mình có chích ngừa xong mình mất khứu giác, mình không chịu chứng hết gì hết thì mới bình tĩnh để vài bữa coi nó còn mất khứu giác hay không, chứ đừng có căng thẳng quá. Chích ngừa uống ván xong rồi chích ngừa covid được không? Được nha, tại hai cái vaccine này nó không chọi với nhau gì hết á. Thứ hai là mình phải ưu tiên chích covid, phải uống ván mình giờ lúc nào cũng được, cần gấp gì hết, mà thậm chí là ta chích chung còn được. À, cái điều này cái cô này nói bác ơi, bé nhà con sau sinh 4 tháng rồi mà chưa được chích ngừa mũi nào hết là bởi vì nó giãn cách quá căng thẳng đi. À, mà tôi biết nó giãn cách nữa là mấy cái đứa nhỏ mà dưới 6 tháng á, mà sau khi hết bệnh là căng à, khi mà hết giãn cách là nó chích ngừa không kịp á, bệnh tùm lum á. Thì theo tôi là các bạn có thể, nếu mình ở vùng xanh á, thì mình tìm một cái nơi nào đó mình hẹn giờ. À, chứ gì, bây giờ không biết làm sao. À, nhưng mà cái điều đó là điều lo đó, sau đó mấy cái bệnh khác nó quay lại cũng giống như bây giờ á, có một số người á, mắc bệnh nặng mà không biết, không chịu đi, không dám đi, cái cũng nó nặng lên sao. À, bệnh khác thì lúc nào nó cũng bệnh đó, đó. Rồi có người thì bệnh nặng mà không, không dám uống thuốc, chích ngừa không, không dám uống thuốc, ví dụ như đang tiểu đường cũng không dám, suy nghĩ lung tung lắm. Mình chích ngừa, kệ chích ngừa, cái gì mình đang bệnh mãn tính á, là mình phải chích phải uống chứ đừng có chờ. À, cho nên em bé này 4 tháng mình chưa được chích mũi nào á, thì tôi mình kiếm cái chỗ nào mình hẹn giờ mình tới mình chích nha, tại bây giờ nó cũng không đông lắm. À, không đông lắm mình hẹn giờ mình chích. Bác ơi nói nhỏ quá thì tôi cũng không biết làm sao. À, 40 tuổi bước sang tháng thứ 9 rồi, test nhanh 2 lần dương tính, đêm đêm ớn lạnh thở nóng. À, à tháng thứ 9 thì nó cũng đỡ. À, tháng thứ 9 thì nó ít có ảnh hưởng nhiều, tại tháng 9 nó sắp sanh rồi đúng không, thì thường thường nó ảnh hưởng gì, ảnh hưởng là sẽ non, thì giờ mình tháng thứ 9 thì mình đâu có lo gì nữa. Thứ hai là nó sợ cái hô hấp, thì bây giờ mình cũng theo dõi như vậy thôi, SpO2 mà 96% thì hết sức bình tĩnh. À, uống nước đủ. À, ớn ớn lạnh mà mình cặp thủy á, mình cặp thủy mình thấy không sốt á thì mình uống nước ấm. À, còn sốt thì mình uống thuốc, còn thở nóng thì đương nhiên rồi. Cái triệu chứng thở nóng này cũng thấy mắc cười, cái hơi thở của mình á là nó tùy thuộc vào cái nhiệt độ của người mình. À, nhiệt độ của người mình là 37 độ thì mình thở ra nó phải nóng nóng rồi. À, còn nếu mình 36 độ mấy thở, thở tay nó đâu có nóng, nhưng mà nó sốt thở nó nóng. À, chứ mình tự nhiên cái mình thở nó nóng là cái tự nhiên mình thở là sao, mình thở nông thì không phải, thở nông thì không phải, thở nóng thì là bình thường, mình sốt phải thở nóng, với hồi xưa giờ ai sốt cũng thở nóng hết đó, chứ không phải là chỉ có covid mới sốt mới thở nóng. À, quan trọng là ho thì mình uống thuốc ho thảo dược. À, SpO2 96% á thì mình ráng. À, bây giờ quan trọng nhất là phải ráng tẩm bổ. À, chích một mũi 18 tháng sau thì bây giờ mình tìm mũi 2, mình ráng mình tìm thôi ha. Thật sự ra đó khoảng cách giữa mũi 2 và mũi 1 á là nó đừng có sớm thôi, chứ còn trễ là nó ngừa trễ thôi, chứ không có nó hư thuốc đâu, nó không hư thuốc đâu, nguyên đắp vaccine nó không hư luôn. Nhưng mà nếu mình chích trễ quá là mình ổn, mình mắc bệnh. Nhưng mà thường thường một mũi á là nó cũng khá lắm. Tôi thấy rất là nhiều nhân viên của mình, đồng nghiệp của mình á, chích một mũi mà chưa kịp chích mũi 2 bị bệnh á, thì cũng lướt qua. À, thành ra vaccine nó quan trọng lắm. Nãy câu đó đó ha, cái câu của Nguyễn Tân vậy nè, một mũi là cũng khá rồi nhưng mà có được chích mũi 2 thì nó tốt hơn. Bà bầu nhiễm COVID test lại âm tính, CT 30 âm tính, test nhanh âm tính thì CT 30 là đúng á, tại CT nó cao là nhiều khi test nhanh âm tính, CT cứ cao nó nghĩa là virus ít. À, thì bao lâu mình tiêm ngừa được, thường thường phải 6 tháng á, 6 tháng á mới mới mới, mới tiêm ngừa được. À, đừng căng thẳng quá. Chích ngừa xong phải cho con bú nha, sợ cái gì mà không cho con bú, có nhiều người người ta không có
có hiểu, người ta mới nói là thôi đừng có cai cai sữa cái gì, có gì mới cai sữa. Câu này trong bài nói rồi, bác ơi bà bầu sinh xong sắp sanh chích xong sốt thì sao? Sốt thì uống thuốc sốt, nó có loại thuốc sốt dành cho người 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 người, người mang bầu uống được mà, đa số cái thuốc sốt paracetamol là người bầu uống được hết. Thị trường có cái thuốc Covid của Nga, nói thiệt là tôi không biết tiếng Nga, người ta chiếu cho tôi không có biết là cái thuốc đó là thuốc gì, tại tôi đâu có biết học tiếng Nga đâu. Cái thứ hai là tôi không nghĩ là nó dễ mua như vậy. Bây giờ hiện nay á, thì trên thị trường á, chỉ có cái thuốc của Ấn Độ á, chứ còn mấy cái loại mà nó gọi là alpha-feron gì đó, nó không có tác dụng. À, tại cái đó là nó giống như là cái tăng sức đề kháng thôi, nhưng mà sức đề kháng cái gì? Sức đề kháng có nghĩa là ngủ đủ, nước đủ, ăn đủ, tập thể dục đủ. À, thì cái đó trong cái thuốc đó người ta cũng đưa cho tôi lắc đầu tôi không biết. À, tôi tại vì không phải dễ mà chế được cái thuốc đó đâu, nó còn có bản quyền chứ. Đang điều trị cao huyết áp thì mình uống thuốc huyết áp xong mình chích ha, có bầu mà cao huyết áp thì mình uống thuốc sốt cao huyết áp thì mình chích, nó không liên quan gì hết. Một mét 75 90 kg thì bây giờ phải lo tập thể dục đi ha, đi bộ 1.000 tiếng đồng hồ thôi mà mới chích được mũi hai là mừng rồi ha. Nhưng mà không có lẽ là mình chích chích xong cái mình mừng mà nói ăn thêm cho đủ 100 kg bệnh nó cũng không sao, không được, là phải lo tập thể dục, không có cách nào khác hết. À, cái hiện nay đó thì theo tôi biết ở tỉnh thì tôi không biết nha, ở tỉnh thì các bệnh viện sản nhi cũng có chích á, thì ở thành phố Hồ Chí Minh á thì tất cả các bệnh viện sản á, mà có liên quan đến sản á, là người ta đều có mở ra chích ngừa hết. Các bạn có bầu á, thì liên lạc với lại cái bệnh viện mà mình đang khám thai á để mình đăng ký mình chích ngừa, tại vì hiện nay người ta đang mở rộng chích ngừa cho phụ nữ mang thai tại cái bệnh viện sản. À, em vừa cấn thai 10 tuần, chích vaccine Mỹ rồi, vậy là mừng cái sao nữa, muốn cái gì nữa bây giờ? Đang ở nước ngoài thử visa âm tính, mất vị giác. Từ từ nó hồi phục nha, yeah, từ từ nó hồi phục, hiếm khi nào mà tôi không thấy ai mà nó mất luôn á, hiếm lắm. À, tôi nói luôn nha, có một số người nói á là em là phụ nữ mang thai thì em có đi đâu đâu mà em bị, nên em không chích ngừa, điều đó đâu không nên. Tại phụ nữ mang thai là chắc chắn phải đi khám thai, chứ không lẽ mình ở nhà luôn từ hồi mình có bầu tới lúc mình đẻ luôn, làm sao mình biết được là con mình nó như thế nào, khỏe mạnh làm sao, sẽ lấy được cái lời khuyên của bác sĩ nha. Mà mình đi khám thai là một nguy cơ rồi, đúng không? Rồi người ta tới thăm mình, rồi nhà mình có người đi ra đi vô thì như vậy là không được nha. Vì lý do đó mà nó mình ở nhà không là không chích ngừa là sai. Mình mang thai là cũng nguy cơ tiếp xúc nhiều lắm á. Test nhanh 2 lần âm tính trong 8 ngày á thì nồng độ tôi nói là thấp, nhưng mà mình hay đâu mình test nhanh nhiều thế hả? Rồi mấy câu nào mà hỏi mà tôi có nói rồi đó thì các bạn tự lo nha.
Hôm trước vừa sanh em bé 1 tháng, chích Astra vô sốt nhức đầu, đau người, đau họng ghê quá. Mũi 2 chích cũng sẽ bị như vậy, thường thường nhẹ hơn. Astra là mũi 2 nó nhẹ hơn. Nhưng mà nó có hành á, mà miễn sao nó có miễn dịch thôi chứ, đúng không? Hành có nó cũng hết mà. Bây giờ mình bàn tới gì? Nó cũng hết thôi. SpO2 của trẻ thì người lớn cũng tương đối là giống nhau ha, giống nhau là nếu mà nó thấp dưới 94 95 thì mình mới tính. Còn bình thường thì con nít đó, SpO2 nó cao hơn người lớn một chút. Khi nào cần đi bệnh viện ha, một là nó thở nhanh à. Còn đêm nó sốt á thì mình phải cho uống sốt thuốc sốt ha. Con nít á nó gây á là do nó sốt mà nó không tự ổn định được, thì mình thấy con nít nó sốt mình nó cho nó uống thuốc sốt. Thường thường nó sốt nó hay gây lắm ha, nó sốt nó cũng khó ăn, nó rên mình. Nhưng mà cũng có đứa nó sốt nó cũng quậy như giặc nha. Chích ngừa bao lâu thì có em bé, theo tôi thì có gì đâu, muốn có hay nào có chứ à. Có lúc thì tôi nói 14 ngày nhưng mà tôi thấy 14 này cũng vậy à. Nó cũng là một cái phản ứng để nó tạo ra miễn dịch thôi. Nếu bé bị hen phế quản mà bị Covid có khi thở nhanh rút lõm à, cái câu này là được đấy. Chúng ta nhớ nha, những em bé mà nó có bệnh nền nào đó thì mình phải chữa cái bệnh nền đó, dù nó có bị Covid hay không. Ví dụ nó là Covid nhưng mà nó xuyễn thì mình phải chữa xuyễn cho xong cái đã là mình mới bàn được. Tại vì con nít thì nó xuyễn nó phải thở nhanh, nó thở nghe khò khè thì phải phun khí dung cho nó. Và thậm chí sau này người ta còn thấy là cái thuốc bơm xuyễn mà cái màu tím tím á, cái lọ nó màu xanh xanh vàng vàng á, là nó còn chữa được Covid, nó cũng khống chế được phản ứng viêm của Covid á. Nhưng mà bây giờ thì nó chưa có nghiên cứu cái đó nhiều. Trời đã coi chích thành nhiều cũng rên, mà chích thành ít cũng sợ nữa. Như nhau hết, người ta kỳ lắm. Mà tôi thấy cũng lạ nha. Cái đợt này chích ngừa là thiên hình vạn trạng. Đợt trước thì người ta mô tả thông thường thôi. Đợt này người ta tả nhiều lắm, nghe cũng đã luôn á. Tại vì mình được học hỏi thêm. Mà cuối cùng nó cũng hết hết rồi. À, cái người mẹ mà lúc lúc mà chuyển dạ để em bé ra, có thể em bé nó không phải F0 nha, có nhiều cái thử âm tính à, rồi sau đó nó mới bị lây sau, hoặc là nó về nhà nó bị lây đó, chứ còn không phải đẻ ra tất nhiên là nó F0 đâu nha, có thể vài ngày sau nó mới phát ra. Ngoài bệnh viện Hùng Vương theo tôi biết là Từ Dũ có, những bệnh viện tư có ha, bệnh viện tư đa số là có hết á. Đăng ký đi, mình nghĩ là mình sắp sanh ở chỗ nào á thì mình tới chỗ đó mình đăng ký. Mười tuần chích được không? Theo tôi là cỡ nào chích cũng được đó. Nhưng mà ra mình khai đúng không, nếu mà mình thai mình còn nhỏ bụng người ta đâu có thấy đâu, nó tôi chưa có thai. Còn nếu thấy có bụng rồi á thì mình nói mình 13 tuần chứ, theo tôi thì bây giờ mà lo mà chích đi, chứ còn mà mình còn tính toán cái gì. Bây giờ là cái tình hình dịch bệnh này nó căng lắm. Cứ theo khuyến cáo của y tế mà thực hiện thôi. Theo tôi thì khuyến cáo của y tế là nó chậm, văn bản là chậm lắm. Giống như là hồi xưa là không cho con bú, không chích, có thai không chích, cái hồi bị quá chích, trong khi nước ngoài kêu chích lâu rồi. Giống như hồi xưa đó, trên 65 không cho chích, bây giờ trên 65 phải lo chích cho lẹ. Hồi xưa bệnh nền thì cân nhắc khuyến cáo vậy.
mổ chủ động thì cái đó tùy ha, mình cũng nên tiêm đi cho nó xong đi. Tiêm vaccine không có ảnh hưởng gì tới thai đâu nha, mà bị á, bị covid á, thì nó ảnh hưởng mới ghê. Nhiều khi nó sanh non á, theo tôi lo mà thu xếp mà chích đi. Tôi cũng có một đứa cháu nó đang có thai mà nói nó không nghe, giờ đi chích rồi, giờ bệnh viện Hùng Vương người ta mời chích rồi, người ta nhắn tin đi chích rồi, gì đúng sợ. Bà bầu test PCR dương tính, sau đó test nhanh âm tính là bớt rồi ha. Bây giờ mình ráng mình ăn đi, ăn để bù lại những cái chất mà mấy bữa trước mình không có đủ chất để mình nuôi bé ha. Có bầu bị bội nhiễm á, thì mình thường thường người ta cũng phải xài kháng sinh thôi nha, nhưng mà sẽ cực hơn. Là riêng người có bầu á, thì cái sức miễn dịch, cái sức đề kháng của bản thân á, nó không được nhiều nha, thành ra mình cũng xài kháng sinh thôi, rồi mình ráng thôi. Trẻ có nền hen thì chúng ta chữa hen thôi nha. À và cái này nữa nè, ví dụ như là mình có em bé ở nhà mà nó lan hen lâu rồi nó không bị lại á, thì mình nên mua lại cái thuốc hen mình đã dành, tại vì đùng một cái nó bị á thì có thể nó lên cơn hen trở lại mà mình lại không có thuốc thì nó phiền lắm ha. Đó, mình mua sẵn cái thuốc hen mà hồi xưa giờ nó uống á, xưa giờ nó bơm á, mua cái liều vừa phải vài ngày. À, chứ còn nếu mà cơ địa nó hen mà nó thường xuyên thì mình có thuốc rồi, nhưng mà lâu quá nó không lên cơ, nhiều khi mình bỏ quên mình, thuốc mình hết đáp mình cũng không biết, thì mình mua mình để dành nó để mà khi nó bị á, nó lên cơn hen mình làm nó nhanh hơn nha. Và cái thuốc đó cũng không phải là khó quá kiếm, quá khó kiếm đâu. Đang thả baby thì chích mũi hai, lo mà chích đi chứ còn hỏi cái gì nữa. Rồi vậy là xong rồi nha. Giờ tôi nói tóm lại á, thứ nhất á, con nít đi ra ngoài chơi những cái khu phong tỏa đó, là coi chừng nó mang virus về nó lây cho cả nhà đó nha, mình đã phải dặn nó, dạy nó không cần không đi ra. Thứ hai á, con nít khi mắc bệnh á, thì đừng có quá căng thẳng, nếu cả nhà mắc bệnh rồi á mà nó mắc bệnh nó càng khỏe, tại vì mình nó mắc mình mắc mà nó chưa mắc mình thêm lo à. Tại vì sau này là mình không có chăm nó được, mình lo lắng tùm lum la đó, hoặc là nó mắc trước mình mắc sau mình không dám chăm, chứ còn cả nhà mắc mà thấy con nít mắc là mừng, tại vì nó rất là nhẹ à. Chỉ những cái đứa nhỏ mà cái cân nặng nó quá cao thôi, 70-80 kg 60 kg trở lên thì mình mới lo, hoặc là nó là cái đứa mà có bệnh mà ví dụ như bại não chậm phát triển rồi này kia rồi bị gan bị thận rồi mãn tính đó, thì mình mới lo thôi. À, thì mình mới lo thôi. Còn có một đứa hen thì nó nói rồi, à, con mua thuốc hen ở nhà, tại vì nó cũng đơn giản lắm chứ không có gì phức tạp. Rồi nó bị cái gì mình làm cái đó, chắc chắn hồi xưa nó có bị cái đó rồi. À, đừng có căng thẳng về cái chuyện triệu chứng của nó, đa số nó hết rất là nhanh so với người lớn. À, khi nào ẵm đi, khi thấy nó thở mệt, rút lõm. À, và sợ nhất là có chừng nó không phải covid không mà thể sốt xuất huyết, thì thường thường cái đứa đó sốt ghê lắm, sốt huyết nó sốt ghê lắm, nó sốt 48 72 tiếng luôn, sốt mà mầm á, rất là khó hạ, covid thì nó hạ nhanh lắm. À, cái phần con nít hết sức bình tĩnh nha, tôi thấy con nít bị là không có vấn đề gì cả. Thứ hai là bà bầu á, thì phải cố gắng làm sao lo mà đi chích ngừa đi, tại vì một mũi nó cũng cũng giúp được giảm cái nguy cơ bệnh nặng. À, đi chích ngừa đi, được hai mũi thì càng tốt, được hai mũi thì càng tốt. Đừng có lo lắng về cái chuyện chích ngừa ảnh hưởng tới em bé, không có lo lắng cái việc chích ngừa nó có hành á thì vẫn uống thuốc được. À, những cái thuốc như là paracetamol hay là ibuprofen vẫn uống được. Và nếu mình mà không may mà mình bị covid á thì cũng phải hết sức bình tĩnh, uống nước đủ, ráng ăn, bởi vì lúc đó phải nuôi hai người mình là bị bệnh nữa. À, rồi cũng đo SpO2, cũng tập thở, cũng làm tất cả mọi thứ đó giống như là cái người F0 bình thường.
mình liên lạc ngay với một bác sĩ sản hay là bác sĩ mà mình thân cận đó, mình quen đó, để mình theo dõi sức khỏe của mình, cũng là mua SpO2 rồi đo rồi theo dõi, ho thì chữa ho, cố gắng làm cái thuốc thảo dược đó. Rồi không may mà mình chuyển dạ mình sanh em bé đó, thì theo tôi là không phải là vấn đề em bé đâu, mà tốt nhất là vấn đề em bé gần mẹ đó, là mang khẩu trang, rửa tay, vắt sữa ra vô cái quế chuyển qua bình cho nó bú, thì nó trực tiếp nó khó lây hơn nha. Đó, chứ đừng có quá căng thẳng về cái chuyện đó, còn đùng một cái đang cho con bú mà mắc bệnh đó, thì nó cũng bình thường nha. Và nhớ nha, nếu mình cách ly ở nhà đó thì cứ mở máy lạnh ngủ, chắc là cái đinh gì đó 26, 27 độ làm sao mà có cái việc mà như vậy được nha. Đó, thì nói tóm lại là hy vọng là bà bầu hay bà đẻ gì lo mà chích ngừa, ngay cho tình hiện nay là nó bệnh dịch nó nhiều lắm đó. Rồi hết rồi nha, chào mọi người nha.